Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của Duy Khải Gaming nha. Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Video này thì Ban Khải vừa ăn được cái cuốn vào lá mực thịt anh em. Đó, anh em rào đâu giá anh em kim. Thì xin nát tiệm anh 6 kim, Duy 6 kim rưỡi, Bi 7 kim, Khải 7 kim 2. Thì nói chung là không anh em nào lên hết thì chốt. Khải dứt cuốn vào lá mực thịt thôi anh em ơi. Khải lên Khải giao dịch. Chung là giờ thì cố gắng kiếm khoảng tầm mà 5 đến 7 cuốn vào lá mực thịt gì đó thì cho nó khỏe anh em. Cho nó khỏe một tí, đánh tống kim cho nó chắc anh em. Chung là đầu tư thì lỡ đầu tư rồi thì đầu tư cho chốt, cho chót anh em. Chứ giờ tống kim một lần đánh tống kim tốn cũng gần 1 kim rưỡi rồi. 3 ngày đánh tống kim, 4 ngày đánh tống kim là mất 6 kim rồi. Thì nói chung thì mình đầu tư đánh tống kim cho anh em xem thì cũng cố gắng đầu tư ạt một tí anh em. Đó bây giờ thì cố gắng. Tại vì mình cũng muốn mua vào làm một tịch lắm, mà điều là mua không ai bán anh em. Rau không ai bán thì trong ban rau thì đấu được 7 kim thì chốt thôi. Giờ hiện tại một cuốn nó tầm 7 kim rưỡi nè, mà trong nội bộ ban hội nó mua hết rồi, không đến lượt mình. Nên là hôm nay ban cũng khá là may mắn ăn được cuốn lông thịt buổi trưa nay. Nên là mình dứt 7 kim 2 luôn nè. 7 kim 2 thì với giá nó khoảng tầm tính sơ sơ thì nó khoảng tầm 500 nghìn một cuốn nè, 500 nghìn một cuốn. Đó. 500 nghìn một cuốn. Hôm trước anh nào nói đầu tư cho vài cuốn nó không biết có đoàn nét hay không mà vẫn chưa thấy nha nè, vẫn chưa thấy nha. Ấy nhầm 7 kim 2 mà Khải đưa mới 7 kim nhầm. Còn thấy phát lương sâu nè, trưa nay lương cao ấy. Trưa nay lương cao ấy. Rồi, ok, 7 kim 2. 7 kim 2 thì nó tầm như Khải nói thì nó tầm khoảng 500 nghìn nha nè. Đó. Hôm trước mà anh em nói đầu tư mà biết có donate hay không thì vẫn chưa thấy nha em. Chỉ là nghe lời nói trên kênh thôi, chưa thấy donate. Hỏi cánh nha. Đó. Nọc thôi. Ok. Rồi anh em xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ chơi nha em ơi. Nói chung thì cố gắng đầu tư ạc cho nó ngon ngon tí đánh ông kim thôi. Nói chung là một cuốn một lắm một tịch thì nó tương đương một cấp anh em. Hôm nay cấp Khải khá là thấp. Khải mới có 96 cấp thôi. Mua ạc cấp thấp quá nên là giờ phải cố gắng đầu tư vào lắm một tịch thôi anh em thấy không? Trên này người ta tốt 98 rồi, mình mới cái 96. Quá cùi, trong ạc này quá cùi. Tại vì lúc trước Khải chơi một ạc kia thì hạng 255, nhưng mà Khải bán rồi. Khải bán ạc Thủy Yên rồi, giờ đầu tư ạc này thì cấp nó hơi thấp. Hồi đó ạc Thủy Yên Khải 95, ạc này mới có 90 thôi anh em. Mà Khải cày đó bây giờ là 96 rồi anh em hiểu rồi. Chứ nếu mà chơi kia giờ hạng phải 22x rồi. Chung là chịu thôi biết sao giờ. Thôi ok thì Khải tạm dừng video ở đây. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like chơi nha anh em ơi. Còn anh em nào có lòng ủng hộ mua vào lá mực thịt thì cứ comment và cũng có thể donate trên kênh của Khải thì Khải sẽ mua tiếp cánh nha anh em. Ok bây giờ Khải off video đây. Vừa rồi thì Khải cái giao dịch mà điều Khải đang đỡ cái màn hình live nên là anh em có vẻ không thấy. Đâu rồi. Đó, tách. Đó, vừa giao dịch xong.